cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn vì sao đại bồ tát vì làm chỗ cư trú cho thế gian mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện đại bồ tát muốn vì hữu tình nói tất cả pháp đều chẳng hòa hợp mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đó là vị đại bồ tát làm nơi cư trú cho thế gian mà phát tâm hướng đến quả vị giác ngộ cao tột Thiện hiện lại bạch, bạch thế tôn vì sao tất cả pháp đều chẳng hòa hợp? Phật dạy này thiện hiện, sắc chẳng hòa hợp, tức là sắc chẳng hệ thuộc nhau, sắc chẳng hệ thuộc nhau, tức là sắc vô sanh, sắc vô sanh tức là sắc vô diệt, sắc vô diệt tức là sắc chẳng hòa hợp. Thọ tưởng hành thức chẳng hòa hợp, tức là thọ tưởng hành thức chẳng hệ thuộc nhau, thọ tưởng hành thức chẳng hệ thuộc nhau, tức là thọ tưởng hành thức vô sanh, thọ tưởng hành thức vô sanh, tức là thọ tưởng hành thức vô diệt, thọ tưởng hành thức vô diệt, tức là thọ tưởng hành thức chẳng hòa hợp này thiện hiện, nhãn xứ chẳng hòa hợp, tức là nhãn xứ chẳng hệ thuộc nhau, nhãn xứ chẳng hệ thuộc nhau, tức là nhãn xứ vô sanh, nhãn xứ vô sanh, tức là nhãn xứ vô diệt, nhãn xứ vô diệt, tức là nhãn xứ chẳng hòa hợp. Nhĩ tí thiệt thân ý xứ, chẳng hòa hợp, tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng hệ thuộc nhau nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng hệ thuộc nhau tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô sanh nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô sanh tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô diệt nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vô diệt tức là nhĩ tĩ thiệt, thiệt thân ý xứ chẳng hòa hợp này thiện hiện sắc xứ chẳng hòa hợp tức là sắc xứ chẳng hệ thuộc nhau sắc xứ chẳng hệ thuộc nhau tức là sắc xứ vô sanh, sắc xứ vô sanh tức là sắc xứ vô diệt, sắc xứ vô diệt tức là sắc xứ chẳng hòa hợp. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hòa hợp tức là thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hệ thuộc nhau, thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hệ thuộc nhau tức là thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh, thanh hương vị xúc pháp xứ vô sanh tức là thanh hương vị xúc pháp xứ vô diệt thanh hương vị xúc phép xứ vô diệt, tức là thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng hòa hợp. Này thiện hiện, nhãn giới chẳng hòa hợp, tức là nhãn giới chẳng hệ thuộc nhau, nhãn giới chẳng hệ thuộc nhau, tức là nhãn giới vô sanh, nhãn giới vô sanh, tức là nhãn giới vô diệt, nhãn giới vô diệt, tức là nhãn giới chẳng hòa hợp. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hòa hợp, tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng hệ thuộc nhau, tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sanh, sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô sanh, tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô diệt. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra vô diệt tức là sắc giới cho đến cao Thọ do nhãn xúc đảm xuyên xanh ra chẳng hòa hợp